Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, trên trang y học 360, các chuyên gia y tế khuyến cáo bệnh sỏi thận do nhiều nguyên nhân gây ra và phổ biến ở những nước nhiệt đới nóng ẩm như Việt Nam. Hầu hết các loại sỏi thận đều thoát ra ngoài một cách tự nhiên và có thể khiến người bệnh rất đau. Nếu được phát hiện sớm, bệnh sẽ không gây ra các tổn hại lâu dài và quan trọng là người bệnh được điều trị kịp thời để tránh các biến chứng sau này. Các loại sỏi và yếu tố nguy cơ Có nhiều yếu tố gây sỏi, trong đó phải kể đến gen di truyền Nếu gia đình bạn mang gen này, bạn có nguy cơ mắc bệnh này cao hơn Thiếu nước, sống tại nước có khí hậu nhiệt đới, không uống đủ nước, ra mồ hôi nhiều Chế độ ăn, ăn quá nhiều protein, muối hoặc đường Béo phì Một số loại thuốc hoặc đã từng trải qua phẫu thuật Thông thường, người ta chia ra các loại sỏi sau Sỏi canxi đây là loại sỏi thận phổ biến nhất. Nguyên nhân chính là tình trạng nước tiểu quá bão hòa về muối canxi do tăng hấp thu canxi ở ruột hoặc tăng tái hấp thu canxi ở ống thận. Sỏi chu vít là loại sỏi nhiễm trùng đường tiết niệu chiếm khoảng 10% các loại sỏi thận. Sỏi axit uric ở người không uống đủ nước nhiều mồ hôi và người có chế độ ăn nhiều protein chiếm khoảng 10% các trường hợp sỏi thận. Sỏi cystin hình thành ở người mắc hội chứng rối loạn di truyền, những người có tiền sử gia đình có người mắc bệnh có nguy cơ cao bị mắc loại sỏi này. Điều trị sỏi thận ít đau đớn và hiệu quả Tùy theo kích thước, vị trí và biến chứng của sỏi gây ra mà có các chỉ định can thiệp lấy sỏi khác nhau. Về điều trị sỏi thận, cần uống nhiều nước, đảm bảo lượng nước tiểu khoảng trên 2,5 lít một ngày. Điều trị các đợt nhiễm khuẩn, viêm nhiễm ở thận, điều trị các biến chứng hay các yếu tố thuận lợi dễ hình thành sỏi. Ngày nay có nhiều phương pháp can thiệp lấy sỏi như mổ lấy sỏi, tán sỏi ngoài cơ thể và nội soi lấy sỏi, nội soi tán sỏi qua da. Để được chữa trị kịp thời, bệnh nhân nên đi khám ngay khi thấy một trong các dấu hiệu thận có sỏi như đau vùng bụng giữa xương sườn và hông, đau ở giữa lưng, tiểu buốt, có mùi hôi hoặc tiểu ra sỏi, tiểu ra máu. Khám và phát hiện ra sỏi sớm để quá trình điều trị dễ dàng hơn. Nếu sỏi nhỏ, có thể chỉ cần tăng cường uống nước để đào thải ra ngoài. Sỏi lớn có thể phải mổ để lấy sỏi. Dự phòng cách gì? Cách dự phòng rẻ nhất và hữu hiệu nhất là nên uống nhiều nước, ít nhất là 2 lít một ngày. Người bệnh cần hạn chế thực phẩm chứa nhiều canxi như sữa bò, các sản phẩm chế biến từ đậu, ốc, cua, tôm, rau câu, rau cần và các loại thực phẩm có hàm lượng axit oxalic tương đối cao như táo, tỏi, hành tây, cà phê, cacao, nước chè. Vì hơn một nửa số người đã từng bị sỏi thận sẽ tái phát nên cách tốt nhất là thay đổi cách sống, đặc biệt là khẩu phần ăn và thói quen tập thể dục. Ngoài ra, nếu đã bị sỏi canxi, có thể cần phải giảm lượng thức ăn chứa nhiều oxalate, canxi như các loại quả hạnh nhân, sô-cô-la, chè, rau chân vịt, các loại quả mọng như dâu tây, Ăn kiêng với chế độ ăn ít chất đạm cũng làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Tiêm phòng cúm giúp giảm nguy cơ tử vong ở người tăng huyết áp. Trên trang VN Express, các nhà khoa học Đại học Copenhagen Đan Mạch cho biết, vaccine cúm có thể giúp ngăn ngừa các cơn đau tim và đột quỵ ở những người bị tăng huyết áp. Các nhà nghiên cứu cũng kiểm tra mối liên hệ giữa việc tiêm phòng cúm trước mùa cúm và nguy cơ tử vong trong mùa cúm. Họ loại các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn như tuổi tác, các điều kiện y tế khác, thuốc men và tình trạng kinh tế xã hội. Kết quả cho thấy có mối liên quan giữa tiêm chủng trong mùa cúm và giảm 18% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, giảm 16% nguy cơ tử vong do biến cố tim mạch và giảm 10% nguy cơ tử vong do đau tim. Nếu bạn bị huyết áp cao nên được tiêm vaccine phòng ngừa cúm hàng năm tiêm vaccine là an toàn, rẻ tiền, sẵn có và giảm nhiễm cúm và bảo vệ chống lại các cơn đau tim, đột quỵ và tử vong do các nguyên nhân khác. Các nhà nghiên cứu cũng giải thích mối liên hệ phổ biến giữa cúm và các sự kiện tim mạch, cho biết phản ứng miễn dịch và viêm nhiễm trong khi cúm có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của người bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, từ đây chúng tôi xin được kết thúc mục thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.